Miếu Quan Hồn, tập 1 trong 2 tập. Tác giả Quan Triệu. Quan Ân Tự là một ngôi chùa cổ kính nằm trên một ngọn núi có tên Tà Sơn. Nơi này có địa danh du lịch rất nổi tiếng, đó là Thiên Sơn Suối Ngà, là một khu du lịch sinh thái nằm ở huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội. Đây là khu vực thung lũng trong rừng tự nhiên của Ba Vì. Người ta tận dụng cảnh quan tự nhiên, xây dựng thành một khu sinh thái phục vụ tham quan nghỉ dưỡng. Khu vực này thuộc vùng núi Tản Viên, nơi mà trong truyền thuyết vua Hùng cán rễ. Tại đây đã diễn ra cuộc tranh tài khốc liệt của Sơn Tinh và Thủy Tinh năm xưa. Khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà được xây dựng gồm 3 khu: Hạ Sơn chân núi, Trung Sơn ở lưng chừng và Ngọa Sơn ở đỉnh núi. Nơi bắt đầu có ngọn thác cổng trời nổi tiếng, một nơi mà những gia đình có điều kiện thường xuyên lui tới vào những ngày cuối tuần. Nơi này quanh năm có khí hậu mát mẻ, bầu không khí trong lành giữa núi rừng. Du khách đến đây để tìm chốn bình yên, tránh xa những xô bồ ồn ả của cuộc sống thành thị, vốn đặc quánh mùi khói xe. Thường với Tuấn Anh là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, cho nên mỗi dịp cuối tuần, mặc dù Tuấn Anh đã có gia đình, nhưng có lẽ vợ chồng của anh chưa vướng bận chuyện con cái, và phần vì bố mẹ của anh cũng có điều kiện, cho nên kinh tế cũng thoải mái. Cả hai đã ra ở riêng và được bố mẹ hai bên mua cho một căn hộ chung cư ở dưới Hà Nội và có xe ô tô riêng. Gần như cuối tuần nào cũng đi du lịch. Họ quan niệm tiền để phục vụ cuộc sống. Khi có rồi thì cứ xõa đi. Tranh thủ khi chưa có con mà bay nhảy. Đến khi có rồi thì có muốn đi cũng phải chờ đợi sắp xếp, chứ không được thoải mái tự do như bây giờ. Có lẽ vì đã có vợ, cho nên hai người bạn thân thời trước cũng ít có dịp hàn huyên tâm sự. Với lại, ai cũng có những mối bận tâm khác, cho nên từ ngày Tuấn Anh lập gia đình, thì cả hai cũng rất ít có khi gặp nhau. Nhưng lần này thì khác, người mà thương muốn nói chuyện tâm sự nhất chính là cậu bạn thân của mình, Tuấn Anh. Bởi thương đã có người yêu cậu tên Nhàn, cả hai cũng dự định đến cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. Có lẽ để báo cáo tình hình cho bạn thân nghe, nên lần này thương chủ động gọi điện thoại cho bạn thân của mình, nói bằng cái giọng trách cứ xen lẫn vẻ vui mừng. Tuấn à, mày đang đâu vậy? Lâu rồi chưa có gặp nhau, tao muốn gặp vợ chồng của mày, lần này tao có tin vui muốn báo cho mày nè. Tin gì? Nói qua điện thoại không được hả? Tuấn Anh cười cười, rồi nhìn về hướng của vợ mình đang lỉnh kỉnh sắp xếp đồ chuẩn bị. Mày không muốn gặp tao hay sao? Anh em bạn bè từ ngày lấy vợ cái là mất hút con mẹ nó hàng lương luôn à? Hay mày quên cái thằng bạn tên Thương này rồi? Nghe thấy giọng điệu có vẻ như trách móc của Thương, Tuấn Anh vội vàng nói. Không, ý của tao không phải vậy đâu, mà là tụi tao cuối tuần này đi Ba Vì, bây giờ đang chuẩn bị đi đây nè, hay là... Mày có đi với vợ chồng của tao hay không? Tuấn Anh mời xã giao, cứ ngỡ rằng thằng bạn của mình sẽ từ chối theo cái lẽ thường. Ai dè đâu, đầu dây bên kia Thương nói ngay. Ok, tao đi. Tiện qua nhà đón tao luôn nghe mày. Lần này tao sẽ đưa cả người yêu tao đi cùng luôn. Nhân tiện báo cho mày một tin vui. Nói xong, Thương cúp điện thoại. Tuấn Anh nhìn vợ. Vợ ơi, tuần này cho cả anh Thương, bạn của anh đi cùng với vợ chồng mình nha. Hình như thằng này chắc chuẩn bị lấy vợ hay sao đó. Nghe điện thoại thấy có vẻ như là vui mừng lắm. Tuần này cho nó đi cùng với mình nghe. Lâu rồi anh cũng không có gặp nó. Thoáng một chút ngập ngừng, gương mặt lộ ra có vẻ bối rối. Hương cũng không dám nói gì. Dù sao thì chiếc ô tô của hai người cũng khá rộng rãi. Cộng với việc nhìn chồng mình cũng hào hứng. Bởi dù sao thì ngày xưa hai người chơi thân với nhau.
Vả lại, kể từ lúc hai vợ chồng cưới nhau, thì có vẻ như Hương cũng giám sát khá chặt chẽ trong cái vấn đề quan hệ bạn bè của chồng mình. Bởi mấy ngày gần đây, có những điều lạ lùng mà cô luôn gặp ám ảnh, giấc mơ cứ chập chờn ma quái. Ngay đêm qua thôi, không hiểu sao giấc mơ kỳ quái lại cứ ùa về mà cứ lặp đi lặp lại nội dung như vậy. Hương chợt cảm thấy lo lắng bất an nên cất tiếng nói. Dạ, nhưng em cứ cảm thấy nó kỳ quái làm sao đó anh à. Hay là lần này mình quản lại được không anh? Em cứ thấy nơm nớp lạ lắm. Không hiểu sao nó cứ mơ thấy anh gặp nạn không à. Em có chuyện gì à? Hay là mơ mộng anh nào chứ gì? Không lẽ một mình anh còn chưa đáp ứng đủ hay sao? Thấy vợ nói vậy, Tuấn ngạc nhiên hỏi, giọng nói ra vẻ quan tâm. Em không có nói đùa đâu, thiệt đó. Đêm qua, em lại nằm mơ thấy lạ lắm. Nhưng biết anh không có mê tín, cho nên cũng không có dám kể ra. Em mơ thấy anh đang ở dưới nước, xung quanh tối đen như mực. Anh bị ai đó sát hại, rồi ném xuống vực sâu. Em sợ lắm. Ôi, tưởng cái chuyện gì, lại mơ mộng hão huyền nữa. Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, không phải anh vẫn đang sống sờ sờ trước mặt em đây hay sao? Với lại, mình đi lần này là lên quan Ân Tự, chứ có phải đi chơi đâu. Ngôi chùa đó linh thiêng lắm, chắc chắn là sẽ có người giúp chúng ta việc này. Em đừng có quá lo lắng, rồi sinh bệnh ra đó. Thoải mái lên đi, chúng ta đã nói với nhau từ mấy hôm trước là sẽ lên đó rồi mà. Tuấn Anh nhìn vợ mình, gương mặt vẫn tràn đầy vẻ nghi hoặc lo lắng, thì anh cười cười trấn an. Nhưng có điều lạ là, không biết tại sao mà vợ của anh dạo gần đây hay gặp những giấc mơ kỳ quái. Cô toàn mơ thấy chồng mình bị chết, khi thì bị chết chìm, lúc thì bị chết cháy. Như giấc mơ mấy đêm trước cũng vậy. Quá nửa đêm đang ngon giấc, Tuấn Anh bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của vợ, làm cho anh giật mình. Lúc tỉnh dậy thì thấy cả gương mặt của cô đang tràn đầy nước mắt, sau đó ôm chầm lấy anh mà thổn thức. Vòng tay qua ôm chặt lấy vai vợ, Tuấn Anh an ủi, giọng nửa đùa nửa thiệt. Nín, nín đi, mơ người nhà ra người ngoài, không có sao đâu, xin giữ tử lành, em đừng có khóc nữa. Có lẽ dạo này em công việc nhiều quá cho nên bị stress đó thôi. Cuối tuần vợ chồng mình đi du lịch, lên trên Ba Vì tắm bùn, nghe người ta nói tắm bùn có nhiều ích lợi lắm nghe, nào là đẹp da, thoải mái tinh thần lắm. Với lại chúng ta lên chùa Quan Ân Tự, nếu gặp sư thầy trên đó thì hỏi luôn xem sao, một công mấy chuyện luôn mà, chứ nhìn em tinh thần không có ổn vậy anh thấy lo cho em lắm đó. Mà nghe nói Quan Ân Tự nổi tiếng là linh thiêng, có thể cầu tự được đó, chúng ta lần này lên trên đó xem thử coi làm sao. Nghe người ta nói ở đó có rất nhiều người đi lên rồi về cái là có bầu ngay, ứng nghiệm lắm. Mình lấy nhau cũng đã hơn năm rồi còn gì nữa, mà chưa có con. Cũng thả chứ đâu có kế hoạch gì đâu. Biết đâu lần này đi về chúng ta còn có phúc thì sao? Nghe thấy chồng mình nói như vậy, Hương mỉm cười gật đầu. Gia đình hai bên nội ngoại ai cũng sốt ruột vì cả hai làm đám cưới đã bước sang năm thứ hai rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì cả của cái việc tin mừng. Đặc biệt là bà mẹ chồng của Hương, bà Tám cũng nhiều lần nói bóng nói gió với cô rằng bà cũng đang rất thèm khát ẵm cháu nội. Bởi gia đình Tuấn Anh cũng chỉ có duy nhất anh là con trai độc đinh trong nhà. Chính vì lẽ đó mà thấy hai người trước đó yêu nhau cũng đã mấy năm rồi, lại thêm cưới sinh gần 2 năm nữa, mà Hương vẫn không bầu bì gì, càng làm cho bà thêm xót ruột. Thấy vợ nhắc lại giấc mơ đêm qua, Tuấn Anh cười lớn giọng khôi hài. Sao mà em không có nằm mơ giúp anh là mơ cho anh một giải đặc biệt của số đi? Toàn là mơ vớ vẩn không à. Thôi, bây giờ em xuống sảnh chung cư đi. Đợi anh ở đó. Anh đi thang máy xuống, rồi xuống hầm lái xe ô tô lên đón em. Rồi rẽ qua siêu thị mua mấy thùng bia bỏ lên xe luôn. Lâu rồi cũng không có dịp nhâm nhi. Lần này xin phép vợ nghe, cho anh được oai phong chút. Đừng có gặp bạn anh, rồi dở cái tính chua ngoa đanh đá ra là thằng bạn của anh nó sợ đó nghe. Nhìn Tuấn Anh đang hào hứng, cho nên Hương chỉ khẽ mỉm cười thở dài. Không biết giấc mơ thế nào, nhưng trong lòng của cô vẫn luôn có cảm giác gì đó bất an.
không thể nói thành lời được. Cô biết nói ra nhiều, sợ mọi người sẽ nghĩ rằng mình mắc bệnh tinh thần hoang tưởng hoặc là tâm thần. Nhưng nếu không nói ra, thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Điều này giống như một sự ức chế về tâm lý, làm cho Hương lúc nào cũng cảm thấy âu lo. Tuấn ra khỏi nhà, vào trong thang máy định xuống thẳng tầng hầm tòa chung cư của mình đang ở để lấy ô tô. Tâm trạng của cậu đang rất hào hứng, bởi vì lâu lắm rồi mới có dịp gặp thằng bạn thân. Đây sẽ là dịp ôn lại kỷ niệm của hai thằng. Vừa mới nhấn vào bảng điều khiển, thì bất ngờ một tiếng động mạnh lớn rang lên. Cậu cảm thấy mình chết choáng, chao đảo, rồi một cảm giác rơi tự do khiến cho anh hoảng hốt. Thang máy đứt cáp. Trong đầu của Tuấn Anh, chỉ thoáng nghĩ đến việc này thôi cũng khiến cho cậu sợ đến tái mặt. Đây là căn chung cư 36 tầng. Hai vợ chồng Tuấn Anh ở trên tầng 29. Nếu như rơi từ đây xuống bên dưới, thì cứ xác định là không chết cũng thành tàn tật. Ngay lập tức, theo bản năng, Tuấn Anh chỉ biết lấy tay ấn liên tiếp vào bảng điều khiển bên trong thang máy. Nhưng dường như lúc này nó đã mất đi tác dụng. Cậu la hét hoảng loạn trong tuyệt vọng. Hai tay ôm đầu, mắt trợn trừng nhìn vào bảng điều khiển đang hiện lên từng dòng chữ số hiện lên trên màn hình nhanh liên tục. 28, 20, 17, 13, 10, 7, 3. Tiếng thắng lại ken két. Một tiếng động chói tai làm cho Tuấn Anh giật mình. Cái thang máy đang rơi tự do với tốc độ nhanh kinh khủng từ trên tầng 29. Vậy mà không hiểu sao tự nhiên bị một lực nào đó tác động kéo giật lại, rung lắc một cách thật mạnh rồi đứng im. Trong khoảnh khắc tưởng mình đã chết, nhưng thật không ngờ ông bà gánh còng lưng. Cái thang đã dừng lại ở tầng số 3. Cánh cửa thang máy mở bung ra như có ai kéo mạnh. Chỉ chờ có vậy, Tuấn Anh ngay lập tức chạy ra bên ngoài. Mồ hôi giả ra như tắm, mặc dù thời điểm này vẫn đang là mùa đông. Tuấn Anh hoảng hốt nhìn vào bên trong thang máy một lần nữa mà cảm thấy kỳ quái. Cái thang vừa dừng nhưng ngay lập tức nó đóng cửa lại. Rồi sau đó có lẽ do có ai đó ở tầng trên nhấn nút gọi cho nên nó di chuyển lên. Nhưng vào bảng thông báo thấy nó đang đi lên tầng thứ 13. Sự việc vừa rồi xảy ra quá nhanh, giống như là một cơn ác mộng. Bởi vì bản thân của cậu cũng là một kỹ sư có bằng cấp kỹ thuật đàng hoàng, từng có thời gian làm thiết kế và mảng xây dựng kiến trúc. Cho nên, về nguyên lý hoạt động của thang máy là cực kỳ an toàn, nhất là thang máy của những căn chung cư khá cao cấp như của vợ chồng cậu đang ở. Xét về mặt thống kê, tai nạn thang máy là vô cùng hy hữu, với tỷ lệ xảy ra tai nạn khi đi thang máy chỉ ở mức cực kỳ thấp. Trong các sự cố thì sự cố đứt cáp thang máy khó xảy ra nhất, bởi để treo một cabin cần có từ 4 đến 8 dây cáp. Bản thân mỗi sợi dây cáp đã đủ khỏe để có thể giữ được cabin. Do đó, việc đứt một dây cáp hay việc thang máy rơi tự do đứt dây cáp là khó có thể xảy ra. Ngoài ra, cầu thang máy còn có hệ thống thắng khẩn cấp. Nếu cabin rơi xuống với tốc độ cao, sẽ bị thắng lại. Nhưng điều anh vừa mới trải qua, đó là gì? Lẽ nào là ảo giác? Điều này cũng quá là vô lý. Đứng quan sát thêm một lúc nữa, thấy cái thang máy này vẫn hoạt động bình thường. Tuấn Anh nén nghi hoặc vào trong lòng, sau đó thì đi bộ xuống tầng hầm lấy xe. Bước vào chỗ để xe, Tuấn Anh mở khóa từ. Cái xe nháy đèn giống như chào đón chủ nhân của nó. Chiếc xe Mazda màu đỏ vẫn còn mới cấu cạnh. Tuấn Anh và vợ cũng ít khi lấy ra đi. Thường thì một tuần mới lôi ra đi một lần, hai lần. Bởi vì Hà Nội vốn đất chật người đông, mỗi lần lái xe ra ngoài hầm chung cư cũng ngại. Nếu đi lanh quanh thì lấy xe máy ra cho tiện. Còn đi làm thì mỗi người cũng có một chiếc xe máy riêng. Có lần Hương, vợ của cậu, nói rằng sao không bán ô tô đi.
Đi đâu thì đi xe máy, tự nhiên mua ô tô lại tốn thêm nhiều thứ phát sinh. Nhưng vốn tính sĩ diện, với lại ở chung cư của vợ chồng anh ở, nhà nào cũng có ô tô. Với Tuấn Anh, đôi khi chiếc xe cũng là mặt mũi. Với lại hai vợ chồng cũng không quá nặng nề về tài chánh, cho nên để nuôi một chiếc xe phục vụ cho việc đi lại, du lịch của hai người là điều cần thiết, nên Tuấn Anh vẫn thuyết phục vợ của mình là giữ lại chiếc xe. Bởi suy cho cùng, tiền bạc, công nghệ cũng chỉ phục vụ cho cuộc sống. Đời sống có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Có xe ô tô của mình thì sẽ chủ động hơn. Không lẽ mỗi lần đi xa đi gần về đều gọi taxi, nhất là với hai người có máu xê dịch như Tuấn Anh thì càng phải cần có một chiếc ô tô. Vừa bước vào trong xe, Tuấn Anh cảm thấy rùng mình bởi một mùi hôi thối nồng nặc xộc vô mũi, làm cho anh cảm thấy choáng váng. Quái lạ, cái mùi gì vậy ta? Bật cái đèn trong xe lên, cậu ngó mọi ngóc ngách tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy cái gì cả. Trong xe hiện giờ cũng hoàn toàn bình thường, cái mùi kinh khủng hồi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Không lẽ hồi nãy qua mắt, bây giờ còn thêm điếc mũi nữa? Thiệt tình à. Tuấn Anh lẩm bẩm, hôm nay thiệt là lạ đó. Bỗng nhiên có tiếng động lạ phát ra từ phía sau xe. Chiếc xe của cậu cứ như bị bàn tay vô hình nào đó dùng sức đấm mạnh vô, phát ra những tiếng ầm ầm. Con bà nó, đùa với bố mày hả? Ai đó? Ngay lập tức, Tuấn Anh mở cửa bước xuống bên ngoài, đi một vòng quanh nhưng thật kỳ lạ, không hề có bất cứ một ai ở xung quanh. Đây cũng là một góc trong cùng của tầng hầm. Chạy thẳng ra bên ngoài dòm ngó, nơi này chính là hầm ô tô cho nên không hề lộn xộn, xe cộ cũng được để thành hàng lối ngăn nắp. Cậu đi một vòng, còn cẩn thận cúi xuống gầm của mấy chiếc xe gần đó, nhìn xem có ai đó nghịch ngợm trêu chọc mình hay không. Nhưng không gian lúc này vô cùng im lặng, thậm chí Tuấn Anh còn nghe rõ mồn một tiếng giày của mình va chạm với nền, vang lên cồm cộp. Một cảm giác lạnh gáy dâng lên trong lòng, tóc tai và da gà bỗng nhiên nổi lên hết. Nhìn kỹ xung quanh một lượt nữa, nhưng không hề thấy bất cứ một dấu hiệu gì khả nghi, càng làm cho Tuấn Anh thêm khó hiểu. Tuy có chút bất an, nhưng Tuấn Anh vốn không hề mê tín, lại không bao giờ tin vào ma quỷ hay gì gì đó. Miệng lẩm bẩm chửi thề. Còn bà nó chứ, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì không biết, ma hay là người, hay là con mợ gì đó xuất hiện đi coi nào, trêu đùa cái gì chứ. Đúng lúc này thì có tiếng chuông điện thoại của Hương gọi đến. Gạt nút nghe thì thấy giọng của vợ mình dục. Sao lâu vậy chồng? Nhanh lên, em đứng mỏi chân lắm rồi đây nè. Còn qua siêu thị mua ít đồ nữa, rồi còn đón anh Thương nữa. Lại làm gì có lỗi với vợ hả? Anh đang lên. À, đợi anh đi. Anh đang lái xe lên đó. Vừa dứt lời, cậu nổ máy, chiếc xe hướng về phía lối ra tầng hầm, bỏ mặc những hoài nghi về những việc kỳ quái mà hồi nãy mình mới gặp phải, sau đó đưa xe ra cổng chỗ Barry chờ quẹt thẻ. Khi lên đến sảnh trước căn chung cư, Hương lúc này đang đứng cầm điện thoại gọi cho ai đó, thấy chồng Linh tới nơi thì buông lời trách móc. Anh đi lấy xe gì mà lâu quá vậy, em đợi sốt hết cả ruột đây nè. Lên xe đi, anh kể chuyện này cho nghe, kỳ lạ lắm. Tuấn Anh vội nhảy xuống, sau đó thì đi ra chỗ của vợ mình. Vác đồ lên xe, chiếc xe ô tô chở hai vợ chồng vòng ra đường lớn tiến về chỗ đã hẹn với người bạn thân của mình. Sao? Hồi nãy anh nói có chuyện lạ hả? Muốn kể cho em nghe đúng không? Sao giờ lại im thinh thích như thịt nấu đông vậy? Mà anh tắt cho em mấy cái câu chuyện ma mà anh hay nghe đi. Suốt ngày bật giam ba cái chuyện ma trên YouTube làm gì không biết được nữa. Nghe sợ bỏ sự luôn à. Hương thấy làm lạ. Bởi vì từ lúc hai người lên xe, cô cứ có cảm giác Tuấn Anh có điều gì đó khang khác nên cất tiếng hỏi. Lúc này Tuấn Anh đang chăm chú lái xe, vừa nghe một series truyện ma hấp dẫn trên YouTube do một MC nổi tiếng có giọng đọc cực hay mà mình yêu thích trên kênh Truyện Ma Tắt Đèn.
Vợ của Tuấn Anh có lẽ là người nhút nhát, thấy chồng đêm nào cũng nghe chuyện ma, còn nói thường xuyên rằng có phải anh MC đó trên kênh Chuyện Ma Tắt Đèn là người đàn ông hay đưa anh vào giấc ngủ mỗi đêm hay không. Vợ mình thì nhìn ngọt nước như vậy, nói chuyện dễ nghe như vậy mà không nghe, suốt ngày đi nghe mấy ông kể chuyện ma. Bộ chuyện ma có gì hấp dẫn à? Em thì thấy sợ, có cho tiền cũng không dám nghe. Lúc đó Tuấn Anh chỉ biết cười, cũng không biết giải thích như thế nào. Có thể vì việc nghe quá nhiều chuyện ma cho nên không còn cảm thấy sợ nữa. Mà ngược lại, anh còn rút ra được nhiều bài học ý nghĩa từ những câu chuyện đó. Suy cho cùng, ma quỷ không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là lòng người. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy, và chắc chắn sẽ gặp quả báo, đó chính là nhân quả. À, hồi nãy anh đi xuống thang máy, sợ quá, xé một chút nữa xón đái cả ra quần luôn đó. Cái thang máy nó rơi tự do em ơi. Anh lại bốc phét nữa rồi. Nghe chuyện ma miết rồi á, bây giờ ảnh hưởng chứ gì. Hương nghe chồng nói vậy thì cười lớn, bởi cô cũng rất rõ ràng, nếu mà Tuấn Anh rơi từ thang máy xuống thì cho có nát người, chứ không có cái chuyện ngồi đây mà ba qua với mình nữa. Ui, anh nói thiệt đó, không có đùa đâu. Anh ấn thang máy xuống tầng hầm, nhưng điều kỳ quái là cái thang nó cứ rơi tự do, một phát xuống tầng 3 luôn. Cũng may là xuống đến đó thì không có rơi xuống thêm nữa. Sợ quá, anh mới chạy ra đi cầu thang bộ xuống tầng hầm đó. Tuấn Anh nói bằng cái giọng nghiêm túc, nhìn về phía vợ của mình, ánh mắt lộ ra cái vẻ lo lắng. Thấy trong đôi mắt chồng không có ý cười cợt, cho nên Hương cũng không dám nói gì mà chỉ khẽ thốt lên. Anh nói thiệt hả? Không đáp lại lời vợ, Tuấn Anh nói tiếp. Chưa hết đâu, lúc xuống tầng hầm lấy xe, vào trong xe, anh có cảm giác như trong xe của mình nó có cái mùi thối quắc à, nó kinh khủng lắm. Nhưng tìm kỹ lại thì không thấy cái gì cả. Có cảm giác như ai đó đang trêu chọc mình đó. Tuấn Anh nói bằng cái giọng hoang mang, điều này thật quá tưởng tượng. Một kẻ vô thần, mặc dù tin nhưng không quá tính như Tuấn Anh, cũng cảm thấy khó hiểu. Hương thì giật mình, cô cảm giác thấy vô cùng kỳ lạ. Những cơn ác mộng dạo gần đây mà cô hay gặp phải khiến cho tâm trạng vốn dĩ không có tốt lắm, lại thêm câu chuyện của Tuấn Anh vừa mới kể ra, khiến cho trong lòng hai người dâng lên một nỗi bất an khó diễn tả bằng lời. Anh à, hay là mình đi xem bói đi, anh có biết hay là quen ai coi được hay không? Anh có biết hay là quen ai coi được không? Vỗ nhẹ bàn tay vào cái vô lăng, Tuấn Anh nói với vợ. À, thằng Thương bạn của anh nó biết đó. Lần này gặp nó hỏi thử nó xem sao. Thằng này trước kia nó có khoe với anh là từng đi xem một ông thầy bói rất chuẩn, có gì để anh nói với nó. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện. Không bao lâu đã gặp được Thương. Qua vài câu chào hỏi xã giao, Thương và một cô gái nữa tên Nhàn bước lên xe của hai vợ chồng. Chiếc xe thẳng hướng ra đại lộ Thăng Long, rồi ngược lên Ba Vì. Ngôi chùa Quan Ân Tự nằm chênh vênh, một bên là vực sâu vô đáy, một bên là ngọn Tà Sơn cao chót vót. Cũng chính là địa điểm tuần này có nhóm hai gia đình tới, gồm có hai vợ chồng Tuấn Anh và Hương là một cặp, còn lại cặp đôi đi cùng với hai vợ chồng là Thương và Nhàn. Uống đi, cạn đi, tao phạt mày uống hết cái ly này đó. Còn bà nữa chứ, tao không ngờ thằng bạn từ ngày lấy vợ về phát là bắp rang bơ luôn tao đó. Vậy mà trước kia thì thốt hứa hẹn đủ điều, tao sẽ là mãi mãi bạn thân của mày, anh em trên bên dưới là thuyền. Nếu tao không có gọi điện thoại rủ mày đi thì chắc là theo vợ bỏ cuộc chơi luôn rồi. Đó là còn chưa có con cái đó nghe, chứ mà có con rồi thì lại lấy lý do này lý do kia. Lần này thì không say không về, mà say cũng không có về luôn. Tiếng của Thương nói với Tuấn Anh giọng lè nhè, giọng điệu có vẻ như hận trách. Cả hai liếc mắt về phía hai cô gái đang ngồi ở phía đối diện. Có vẻ như Tuấn Anh và Thương lúc này cũng đã khá say. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, hai thằng bạn thân thời thanh niên mới có thời gian ngồi uống rượu tâm sự với nhau. Nhưng bây giờ lại thêm có hai người phụ nữ khác.
Đó là vợ và người yêu của hai người. Bạn ơi, tôi xin lỗi, có gia đình rồi thì phải khác một chút chứ. Ai rồi cũng sẽ khác thôi mà. Thôi, xin lỗi, tôi uống cạn cái chén này tạ lỗi với bạn, được chưa? Tuấn Anh cười ngượng ngùng, lời của Thương vừa nói ra làm cho anh cảm thấy có lỗi, cho nên tự uống lấy một ly nữa. Khác hả? Khác cái gì? Đừng có nói là khi có vợ rồi thì tình cảm của tao với mày sẽ thay đổi, nghe không? Mày thay đổi nhưng tao thì không. Tao hứa mãi là anh em tốt của mày, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Chính vì vậy, từ bây giờ mày đi đâu tao sẽ theo mày. Được chưa? Giọng nói của Thương bây giờ cũng đã méo tiếng. Cả đám bốn người ngồi từ chập tối cho đến hiện tại đã là quá nửa khuya. Bên ngoài vẫn lất phất mưa bay, gió từ dưới thung lũng thổi lên khiến cho hai cô gái khẽ rùng mình. Anh ơi, hay mình về nghỉ đi anh, nơi này lạnh lắm. Giọng của Nhàn cất lên nói với người yêu của mình là Thương. Nhìn thấy hai người bạn lâu ngày không có gặp nhau đang chén chú chén anh, dốc lòng tâm sự, khiến cho cô thực lòng cũng không mấy thoải mái lắm. Mặc dù Nhàn biết Tuấn Anh là bạn thân của chồng mình, nhưng cô cũng không có mấy ấn tượng tốt về Tuấn Anh cho lắm, bởi đây là một tên khá là nát rượu, mỗi lần say thì không kiểm soát được hành vi. Khoan đã, có mấy dịp mà anh gặp thằng bạn thân đâu, cho tụi anh uống thêm một ít nữa đi, em mệt đó thì cứ vào xe nghỉ trước đi, hay là cứ nằm ở đây cũng được. Thương nhìn vợ mình bằng ánh mắt âu yếm, dỗ dỗ lên đùi của mình, ý kêu vợ gục đầu lên đùi mình nằm ngủ. Thôi, mấy anh uống vậy nhiều quá rồi đó, ai cũng say hết rồi kìa, đừng có uống nữa, một chút còn lái xe về nữa mà. Vợ của Tuấn Anh lúc này cũng lên tiếng, trong giọng nói của cô cho thấy là mình hiện tại đang hơi chết choáng. Nơi này về đêm rất lạnh, xung quanh âm u, phía trước mặt là thung lũng, nhìn từ vị trí này chỉ thấy một mảng tối đen như mực, gió từ dưới thổi lên càng làm cho không gian thêm phần heo hút vắng vẻ. Cả bốn người lái xe lên trên ngọn Tà Sơn này từ sáng sớm, mục đích lên thăm chùa Quan Ân Tự, bởi ngôi chùa này nổi tiếng là linh thiêng, nhất là về cầu tự, kể cả những cặp đôi nào đang yêu nhau cũng thường xuyên lên đây để cầu xin hạnh phúc, bình an. Nhưng đến được nửa đường thì gặp trời mưa lớn, không thể bò lên được đến nơi, cho nên chiếc xe ô tô của Tuấn phải đổ tạm gần ở đó, ngồi trong xe mãi cũng không thoải mái lắm. Cả bốn người xuống xe, nhìn thấy bên đường có một ngôi tiểu đình có mái vòm, che mưa che nắng. Đây là trạm nghỉ chân dành cho du khách thập phương đến tham quan ngôi chùa. Bên ngoài thì vẫn mưa rất lớn, cho nên cả bốn người lấy luôn đồ ăn mang theo đem ra đây nhậu luôn. Có điều lạ là cơn mưa rừng trái mùa cứ dai dẳng, mang theo cái lạnh mà không ngừng. Cho nên kế hoạch lên chùa Quan Ân Tự đã phải gác lại, nếu cố tình mà đi lên sẽ rất nguy hiểm. Đúng lúc này, chợt có tiếng động rất lớn ở phía trên nóc cái căn tiểu đình làm cho Nhàn giật mình. Ngơ ngác nhòm ngó xung quanh, cô đứng lên nhưng không dám ra ngoài. Màn đêm giữa núi rừng thật tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít gào từ dưới vực đưa lên, đập vào vách đá nghe âm u rợn rợn lắm. Có ai nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì đâu, anh có nghe thấy tiếng gì đâu. Thương đáp lại lời của vợ, cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy vợ của mình có biểu hiện lạ như vậy. Có mà, em nghe rõ ràng có tiếng đập cánh và tiếng va chạm rất lớn, hình như làm cái con gì đó, em nghe rõ ràng mà. Nhàn chỉ tay về phía chiếc xe ô tô của vợ chồng Tuấn Anh đang đậu gần đó. Chắc em say quá rồi. Tuấn Anh, mày có nghe thấy gì không? Nghe thấy bạn hỏi vậy, Tuấn Anh cũng lắc đầu tỏ ý không hiểu gì. Thôi, tụi mình về đi, em cũng mệt rồi đó. À khoan, tụi em đi vệ sinh cái đã. Hương loạn choạng đứng lên, nhưng có lẽ do không uống được nhiều, mới uống có hơn một lon bia mà đầu óc có vẻ như chết choáng xém ngã. Phải bám vào người của Nhàn,
Rồi hai cô gái cùng ra phía sau chiếc ô tô đi vệ sinh. Hương và Nhàn cũng biết nhau từ trước. Tuy lúc trước cũng không có thân lắm, nhưng bây giờ Nhàn và Thương lại yêu nhau, mà Thương và Tuấn Anh lại rất thân, cho nên giữa hai cô gái này có nhiều điều tâm sự. Mà trong cuộc tập tụ này thì cả hai cũng rất thoải mái, cho nên uống khá nhiều. Bởi tuy đi bốn người không có nhiều không gian riêng tư, nhưng lại mang theo cả cái cảm giác vui nhộn cũng rất thú vị. Ở bên trong, Tuấn Anh và Thương cũng bắt đầu lục tục đứng lên để chuẩn bị ra xe. Cả hai uống hết hơn một thùng bia Hà Nội. Ấy vậy mà vẫn còn muốn uống thêm. Chắc có lẽ cái giống bia rượu này uống nó phải cạ thì mới vào được, chứ bình thường để uống một mình nó thì ít người có thể uống say được lắm. Nhìn cái đống vỏ lon bày la liệt ở trên nền ngôi tiểu đình, Tuấn Anh bá dài Thương nói bằng cái giọng lè nhè. Đợi chị em nó vào nhà thu dọn, tao với mày đi ra kia giải cái quyết nỗi buồn đi. Bia nhiều tức hết cả bụng luôn á. Công nhận lần này đi chơi, anh em mình ha, lâu ngày rồi mới được thoải mái như vậy đó. Tao hy vọng những lời mày nói hồi nãy sẽ là sự thật á nghe. Nói cái gì? Thường nhìn bạn mình, gương mặt của gã cũng đỏ ửng, không biết vì gió lạnh hay là do hơi men. Thì đó, anh em mình sống chết có nhau, mãi mãi cứ vậy ha. Ta xin lỗi, thời gian qua vì có vợ con mà bỏ quên mất bạn bè. Ôi trời ơi, tao trước sau như một, tao có như mày đâu, có vợ cái đó là quên ngay bạn à, vậy mới tài chứ. Thường vừa nói vừa cười cái điệu bộ như trêu chọc. Tiếng của hai gã say đứng lên bắt đầu lảm nhảm, méo tiếng đúng như câu nói, men vào thì lời ra. Đúng lúc này thì có tiếng hét lên thất thanh của hai cô gái, rồi hai bóng người chạy dục trở vào bên trong. Tuấn Anh và Thương giật mình liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà hai người lại hét lớn quá vậy? Có cái con gì đó, nó chết ở cạnh xe của mình đó anh ơi, ghê lắm. Giọng nói của Hương ngắt quãng, điệu bộ vô cùng hoảng hốt. Con gì? Em bình tĩnh coi. Tuấn Anh tỏ vẻ nghi hoặc nhìn vợ. Phía bên kia là Thương cũng ôm lấy Nhàn, có vẻ như lúc này hai cô gái yếu đuối mỏng manh thật. Tuấn Anh bán tính bán nghi ra phía sau xe của mình. Chiếc đèn flash của điện thoại bật lên. Trước mắt của gã là hình ảnh hết sức quái dị. Một con chim rất lớn, có bộ lông trắng muốt, không hiểu gì lý do gì mà lao thẳng đầu vào tấm kính trước xe ô tô của gã, rồi nằm sóng sòi trên nắp capo. Cái đầu của nó bị dập nát khiến cho máu chảy thành dòng loang lổ trên tấm kính, làm cho Tuấn Anh giật mình. Vừa lúc đó thì Thương cũng ra tới nơi. Nhìn thấy cảnh này, gã cũng tỏ ra ngơ ngác, không thể tin nổi vào mắt mình, miệng lắp bắp. Chim sa cá nhảy, kỳ quái vậy. Chim sa cá nhảy là con mẹ gì chứ? Tao đang tiếc con chim lạ này nè, nhìn đẹp vậy mà tự nhiên lao đầu vô ô tô này chết thảm như vậy chứ. Giả như mà nó vẫn còn sống á, có phải là tốt hơn không? Biết đâu lại là loài biến dị. Mày không thấy con chim này nó đẹp lắm hay sao? Tuấn Anh thì ngược lại, gã chỉ chăm chú soi đèn nhìn vào tấm kính chắn gió của chiếc xe, xem nó có bị cái gì hay không. Thấy chiếc xe không có bị hỏng hóc gì nên thở phào rồi nói. Mày thì biết cái gì? Bà tao nói chim sa cá nhảy là điềm dữ đó, không có đùa được đâu. Mà không phải mày vẫn hay nghe cái chuyện ma đó hay sao? Sao mày không tin vào mấy cái chuyện tâm linh như vậy chứ? Thương phản bác, tên này thì duy tâm, cho nên làm việc gì cũng rất cẩn thận. Suy xét trước sau, thấy bạn mình không tin lời mình nói, nên Thương cố chứng minh thêm. Mày biết không, việc này là tận mắt tao chứng kiến hẳn hoi đó nghe. Không phải là bốc phét hay cái gì gì đâu. Ngày trước, tao tầm khoảng học lớp 7, khi đó ông ngoại của tao còn sống. Nhà ông ngoại tao có một cái ao. Tao thì hằng ngày sang nhà ông bà ngoại chơi. Hôm đó cả nhà đang ăn cơm, mà không biết tại sao lại nghe thấy tiếng động rất mạnh rớt xuống mái nhà. Cả nhà hốt hoảng chạy ra xem. Mày biết làm sao không?
sao? Tuấn Anh giơ con chim lên ngang người, sau đó nhờ vợ mình định chụp cái ảnh check-in sống ảo. Thường thấy vậy thì kể tiếp. Thì đó là một con chim rất lớn, ta không biết nó là cái giống gì nữa, nhưng mà nhìn nó cũng cỡ như con chim này nè. Không biết làm sao nó lại rớt xuống trước sân nhà ông bà ngoại tao. Ông tao thấy vậy thì bắt đem làm thịt. Bà ngoại tao cố can ngăn mà không có được. Y như rằng chỉ 3 ngày sau thôi thì ông ngoại mất, chết bất đắc kỳ tử luôn. Cái gì? Mày nói thiệt hay nói giỡn vậy? Tiếng của Tuấn Anh nghe thấy Thương nói vậy thì khá hoảng hốt, hỏi giật giọng, làm cho hai cô gái đi cùng cũng bất giác cảm thấy lo sợ, đứng sát vào nhau hơn. Mày điên hả? Chuyện về ông bà của tao á, tao dám nói đùa hay sao? Đây là sự thật 100% đó. Bà ngoại của tao á, chắc gì quá đau buồn, cho nên cũng mất theo sau ông của tao mấy ngày. Rồi cả nhà tao cũng liên tiếp gặp những cái chuyện không có may mắn. Không biết có liên quan gì đến việc con chim quỷ quái kia nó như một điềm báo quấy gở hay không. Nhưng mà mẹ của tao á, sau một thời gian cũng bị tai nạn chết. Ông già tao thì hiện giờ cũng đang ốm nằm liệt giường luôn đó. Nhưng mà mày thì liên quan gì đến cái việc này? Tuấn Anh nghe thằng bạn nói vậy thì cũng cảm thấy hơi trần trợn, cầm con chim trên tay ném phịch xuống đất. Chỉ có điều vẫn cố gắng hỏi ngược lại thằng bạn bằng cái giọng khá cứng cỏi. Nhưng mà mày thì liên quan gì đến cái việc này chứ? Lúc này thì gió lạnh từ ở dưới thung lũng thổi thốc lên, da đập vào vách đá tạo nên những âm thanh kỳ quái, cộng với việc đã uống khá nhiều khiến cho gã bất giác cảm thấy lạnh người. Quay qua nhìn ngó xung quanh, nơi đây âm u hoang vắng vô cùng. Chuyện này thì tao cũng biết, nhưng mà có lẽ lại liên quan đến cái việc cá nhảy. Là sao? Cá nhảy là sao? Lần này, không những Tuấn Anh tò mò, ngay cả Hương và Nhàn cũng cảm thấy nghi hoặc. Câu chuyện mà Thương vừa mới kể ra rất kỳ bí, nhưng lại rất khiến cho người ta tò mò. Vào xe đã, vào xe đi, tôi kể cho mà nghe, ở đây lạnh quá. Tất cả lục tục kéo nhau vào xe ngồi. Thương và Tuấn Anh ngồi ở phía trước, còn hai cô gái ngồi ở hàng ghế phía sau. Mặc dù khá tò mò, nhưng Nhàn và Hương do không uống được, cho nên khi chiếc xe di chuyển được một lúc thì ngủ say mất, không biết gì cả. Tuấn Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình của bạn thân của mình cũng khá đặc biệt. Mẹ nó bị tai nạn mất năm nó học lớp 7. Ngày đó nó suy sụp rất nhiều, phải bỏ dở dang việc học ở nhà chăm bố bị tàn phế. Cũng may là họ hàng bên nội nhà nó cũng có kinh tế và tốt bụng. Họ giúp đỡ cho gia đình hai bố con rất nhiều. Sau này lớn lên, nhờ có công ăn việc làm ổn định và tu chí không chơi bời gì, lại khéo ăn khéo nói, cho nên Thương đến bây giờ kinh tế cũng tạm ổn. Nghe nói còn yêu được Nhàn là con của một đại gia nào đó. Đúng là sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ bà ngoại. Chuyện mặc dù qua lâu rồi, nhưng với Thương khoảng thời gian đó chính là ác mộng. Chiếc xe do Tuấn Anh cầm lái men theo con đường núi xuôi về khu nghỉ dưỡng. Đoạn đường vắng vẻ, trong người lại có thấm sẵn hơi men, cho nên tốc độ của Tuấn Anh khá cao, có những pha đổ dốc khá đột ngột khiến cho gã cũng cảm thấy giật mình. Nhắc bạn đi chậm lại, sau đó thì ánh mắt của Thương buồn buồn kể tiếp. Bố mẹ của tao lúc đó thì bán trái cây ở chợ Hà Đông, thường xuyên phải đi lên các chợ đầu mối lấy hàng đêm. Cái đợt mà bố mẹ tao gặp nạn cũng chỉ cách ngày mà ông bà tao mất một thời gian ngắn thôi. Tao nhớ hôm đó vẫn chưa được 100 ngày. Thường rút trong người ra bao thuốc, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, châm một điếu rồi hạ tấm kính xuống, hút một hơi sau đó thở ra. Chỉ mới hôm trước ông bà già tao còn nói chuyện về việc chuẩn bị mời thầy làm lễ để cúng lễ 100 ngày cho hai ông bà, bởi vì các thầy nói là ông bà tao chết là trùng tang rất nặng. Sang ngày hôm sau, không hiểu sao mà bố tao bắt được ở đâu con cá trắm ốc lớn lắm, đem về làm thịt. Tao cũng phụ với ông ấy làm thịt con cá. Thấy con cá khá lớn mà ngon cho nên tao mới hỏi.
bố kiếm được con cá này ngon vậy, ở đâu đó? Bố tao kêu tao đánh dậy, sau đó thì chặt đầu nó ra, rồi phân khúc chia vào từng túi ni lông, ném vào tủ lạnh để ăn dần. Nhưng mà con cá lớn, nên lay quay mãi không làm thịt được. Chắc là thấy tao không có làm nổi, nên ông ấy kêu tao ra đứng cạnh để ông ấy làm. Bố tao nói là đang đi ở trên đường, thấy ở dưới mặt hồ nước nổi sóng cuồn cuộn, rồi có một con cá đen thùi lùi lao từ dưới nước lên, nằm dãy đành đạch chết trước mặt của ông. Thấy nó to và ngon nên đem về làm thịt, cả nhà đỡ phải mua thức ăn cả tuần. Thời điểm đó nhà tao cũng khó khăn lắm, bố mẹ tao mưa gió buôn bán nhặt nhạnh từng nghìn đồng ở ngoài chợ, nào có tiền mà mua con cá to ngon như vậy bao giờ đâu. Vậy rồi sao? Thịt con cá thì sao hả? Nó chỉ là con cá to hơn bình thường, chứ có gì đâu mà ghê gớm. Phải tao á, tao cũng thịt. Ngon vậy mà, đúng là lộc từ trên trời rớt xuống đó mà không làm thì tiếc lắm. Tuấn Anh lên tiếng hỏi và nói ra quan điểm của mình. Nhưng lúc này, hai cô gái phía sau cũng lờ mờ hiểu được ẩn ý của Thương vừa mới kể ra là cái gì. Vậy rồi, ngày tối hôm đó, bố mẹ của tao đi chợ gặp tai nạn ở ngay đường quốc lộ 70. Sau này như thế nào chắc mày cũng biết rồi đó. Mẹ tao thì mất tại chỗ, bố tao thì tàn phế, phải cưa mất hai chân và một cánh tay. Thường nói bằng cái giọng ngắt quãng, có vẻ như việc này là quá khứ đau đớn và đáng sợ với gã. Chỉ trong vòng 100 ngày mà Thương đã mất đi ba người thân yêu nhất của gia đình, ông bà ngoại và mẹ, bố thì bị tàn phế suốt đời. Nếu đặt cương vị là bất kể một ai khác, cũng rất khó chấp nhận được cái sự thật quá tàn khốc này. Thường quay ngoắt ra, ánh mắt mang theo cái vẻ gì đó khác lạ, nhìn chằm chằm vào mặt của Tuấn Anh đang ngồi trên ghế lái. Gã nói như hét vào mặt Tuấn Anh, có lẽ vì quá kích động hoặc vì say cho nên bộ dáng của Thương lúc này khá hung dữ. Gã chồm hẳn sang phía của Tuấn Anh, dí sát mặt mình vào mặt của gã mà gằn lên. Mày có biết tao đã phải sống khổ sở như thế nào sau một thời gian dài như vậy không? Liền một lúc đi mất ba người thân, sau đó thì tao phải bỏ học. Tuấn Anh thấy thằng bạn kích động như vậy thì khá hoảng hốt, liền nói lớn. Buông tao ra coi, mày điên hả? Muốn chết à? Thương giật mình, lúc này mới chợt nhớ ra thằng bạn đang lái xe. Gã liền ngồi xuống ghế của mình. Nhưng từ lúc này, có một chiếc xe khác đang chạy với tốc độ cao từ phía ngược lại đi lên trên. Bên trên xe ô tô đối diện là một gia đình gồm 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Người chồng lái xe còn người vợ thì đang chơi với 2 đứa con tầm 7-8 tuổi. Cả hai chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ cao trên con đường mòn lên núi khá nhỏ. Nếu như là ban ngày, bình thường thì có thể dễ dàng xử lý. Nhưng hiện tại trên xe của Tuấn Anh, lúc này thì Thương cũng có hơi men. Riêng Tuấn Anh thì phải nói là đã say mềm ra, nhưng gã vẫn luôn tự tin vào khả năng lái xe của mình, cho nên mới cầm lái. Chỉ có điều lúc này đã là quá muộn. Chiếc xe Mazda màu đỏ của Tuấn Anh lao lấn sang làn đường bên trái. Chiếc xe kia thấy vậy liền đánh lái để tránh, nhưng không kịp nữa rồi. Cả chiếc xe hất tung lộn nhào mấy vòng rồi lao thẳng vào một gốc cây sát dưới chân núi. Cả hai chiếc xe mặc dù không va chạm, nhưng chính Tuấn Anh đã làm cho 4 người trên chiếc xe vừa lao vào gốc cây ở dưới chân núi kia bị tai nạn rất nặng, nằm phơi bụng lên. Máu từ bên trong xe chảy ra loang lổ, không biết là của ai trong 4 người kia. Thường nhìn qua gương chiếu hậu, thấy như vậy thì mặt cắt không còn giọt máu. Tuấn Anh cũng không khá hơn. Gã muốn xuống xe, nhưng một bàn tay của Thương đã kéo lại. Rồi hắn lắc đầu, ý nói là đừng có xuống, quan sát xem thế nào cái đã. Cả hai dừng xe lại một lúc lâu, nhìn xuống tấm gương chiếu hậu. Bên trong chiếc xe gặp nạn kia có tiếng phụ nữ hét lớn. Cứu tôi với! Ai cứu tôi với? Con ơi! Anh ơi, trời ơi, ai đó làm ơn cứu tôi với. Người phụ nữ chìa một tay ra khỏi cánh cửa xe, hướng về chiếc xe đang đậu ở trước mặt mà kêu cứu trong tuyệt vọng.
Sau đó thì mắt của cô mờ dần đi bởi vì những dòng máu từ trên đỉnh đầu của cô ta đang chảy xuống che mờ đi tất cả. Trên xe của Tuấn Anh lúc này, hai tên dường như vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhưng sự việc vừa rồi đã làm cho cả hai dường như đã hết sạch hơi men. Nhìn Tuấn Anh vẫn đang lưỡng lự, Thương liền nói. Chạy đi đi, việc này chỉ có hai chúng ta được biết thôi. Không muốn đi tù, đánh mất tất cả thì giữ mồm giữ miệng. Chỉ có tao và mày được biết thôi, nhớ chưa? Ngó về phía sau, thấy hai cô gái vẫn đang ngủ say như chết không biết gì. Tuấn Anh lạnh lùng, nhấc ga, chiếc Mazda màu đỏ phóng dục đi xuống núi, bỏ mặc những âm thanh kêu cứu của người phụ nữ đang phát ra tiếng yếu ớt ở phía sau. Ai cứu tôi với? Con ơi! Anh ơi! Trời ơi! Ai đó làm anh cứu tôi với? 4 năm sau, từ sau cái ngày vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra, tưởng như đã chìm sâu vào dĩ vãng. Bí mật kinh hoàng kia chỉ có Tuấn Anh và Thương, hai người bạn thân giữ kín trong lòng, quyết tâm sống để bụng, chết mang theo. Hai vợ chồng Tuấn Anh và Hương, mọi thứ vẫn như bình thường. Chỉ có điều không hiểu sao, hai người mãi không có con. Đi khám ở các bệnh viện thì các bác sĩ nói rằng do cả hai vợ chồng đều yếu cho nên việc điều trị rất tốn kém và mất thời gian. Nếu như muốn có con thì cả hai đều phải tập trung rèn luyện bản thân, ăn uống điều độ, bồi bổ và bỏ chất kích thích và những cái thứ không có lợi cho sức khỏe. Mặc dù cả hai có kinh tế, nhưng áp lực về con cái từ phía gia đình, nhà chồng khiến cho Hương ngày càng xuống sắc. Cũng may bên cạnh cô vẫn còn có Tuấn Anh. Dù sao gã cũng rất yêu thương Hương, cho nên về tình cảm giữa hai người cũng vẫn như còn son. Thương và Nhàn cũng đã kết hôn. Hai người thì khác với vợ chồng cậu bạn thân. Mới cưới mà đã sinh được hai đứa con có nếp có tẻ rất kháu khỉnh. Riêng Thương thì nhờ khả năng ngoại giao cộng với cái tài ăn nói và mối quan hệ của ông bố vợ đại gia của mình. Hiện tại thì công việc của gã cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Gã cũng kịp lo lót cho mình một chức vị khá có cước sắc ở trong phường. Cho nên cuộc sống hai vợ chồng rất ổn định về kinh tế. Thương cũng đã mua một căn hộ chung cư cùng tầng ngay cạnh nhà của Tuấn Anh. Hai người bạn vốn thân, nay lại càng thêm thân thiết. Chỉ có điều có lẽ dạo này công việc của Thương đang lên như diều gặp gió, cho nên cơ quan cử gã đi công tác suốt, cũng không mấy khi Thương có mặt ở nhà. Mối quan hệ của hai gia đình càng ngày càng trở nên thân thiết. Nhưng dù sao, thì mỗi lần thấy vợ chồng của Thương tay bồng tay bế, nhà vang lên tiếng trẻ con, thì vợ chồng của Tuấn Anh cũng có chút chạnh lòng. Hôm nay cũng vậy, sau khi về căn hộ của mình, cả hai lại cảm thấy vô cùng trống trải. Nhìn thấy gia đình nhà người bạn thân lúc nào cũng có tiếng cười đùa, mà nhà của mình thì... Hương hỏi chồng, trong lời nói cũng có đôi chút lo lắng. Anh ơi, liệu lần này chúng ta có đậu không anh? Em sợ lại như những lần trước lắm. Mỗi lần cứ tầm 2-3 tháng là lại bị tuột. Em sợ quen dạ đó. Em cứ thoải mái tư tưởng lên đi. Dù sao thì vợ chồng mình cũng cố gắng hết sức rồi mà. Quan trọng là em phải thoải mái tâm lý. Chịu khó nghe theo lời dặn dò của bác sĩ. Mấy lần trước em không có cẩn thận. Bây giờ phải hết sức chú ý cho anh nghe. Anh tin là lần này chúng ta sẽ thành công thôi. Bác sĩ cũng đã nói là ok mà. Vấn đề là ở em nữa mà thôi. Cố lên nghe. Anh sẽ mãi ở bên em. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Cố lên cho con nó bụ. Mà em suy nghĩ cái gì? Lo lắng quá nhiều chi? Mai sau đẻ con ra nó sẽ bị nhăn trán đó. Cứ thoải mái tư tưởng lên nghe. Khẽ vuốt ve bụng của vợ, Tuấn Anh âu yếm nhìn vợ mình. Cái thai trong bụng của Hương cũng đã gần 3 tháng. Trong ánh mắt đã tràn ngập niềm hy vọng. Mặc dù không nói ra, nhưng nỗi khát khao có con bồng con bế trong lòng của mình thì Tuấn Anh hiểu rõ hơn ai hết. Trong gia đình, gã là con một. Bố mẹ thì thúc giục quá nhiều. Đã nhiều lần bà Tĩnh cũng nói bóng nói gió rằng nếu như con Hương mà cây độc không trái, gái độc không con thì cho gã đi xin giống ở bên ngoài về. Nhưng mà gã không muốn như vậy. Đúng lúc này,
cái điện thoại có thông báo của YouTube. Click vào thông báo, Tuấn Anh đi vào cái kinh truyện ma tắt đèn quen thuộc, nghe idol của mình ru ngủ. Thật tình cờ hôm nay, gã nghe được câu chuyện có tựa đề Quan Hồn Dưới Vực Sâu của tác giả Quang Triệu. Gã giật mình vì nội dung của nó rất giống với gia đình của mình. Cứ như kiểu tác giả này là người trong cuộc, lấy nguyên mẫu cuộc đời của vợ chồng anh ra vậy. Cũng có vụ tai nạn gây chết người, nhưng cuối cùng tất cả đều phải trả giá, một cái giá vô cùng đắt. Tất cả đều phải chết, một cái chết thê thảm. Điều này làm cho Tuấn Anh có chút hơi bần thần. Gã nhớ lại vụ tai nạn 4 năm trước, nhưng sự việc diễn ra rất lâu rồi. Gã cũng chưa bao giờ mơ mộng hay cái gì đó có liên quan đến sự việc này. Chợt Tuấn Anh phì cười. Không biết đã bao lần gã cùng với Thương gặp nhau, hai thằng bàn bạc để xem xử lý như thế nào nếu không may công an hay ai đó phát hiện ra. Nhưng mọi thứ đều cực kỳ may mắn thuận lợi với hai gã. Nhưng cuộc đời thì muôn hình muôn vẻ, may mắn của hai người này thì lại là nỗi bất hạnh của những người khác. Vụ tai nạn đó lên báo một thời gian dài vì quá thảm khốc. Ba trong bốn người cùng một gia đình đều bị chết thảm. Chỉ duy nhất người vợ sống sót. Cũng không điều tra ra được chiếc xe gây ra tai nạn vì giữa đêm khuya vắng vẻ. Cả hai chiếc xe ô tô đó không có va chạm vào nhau, chỉ là lấn làn sang bên kia đường. Không có thắng cho nên cũng không có dấu lốp để lại hiện trường. Hai xe đều không có camera hành trình cho nên công an không có xác minh được bất cứ một dấu hiệu nào. Cũng không có chứng cứ gì xác minh được. Chính vì vậy mà Tuấn Anh cùng với Thương vẫn cứ yên tâm cho đến tận bây giờ. Tuấn Anh nghe xong câu chuyện trên YouTube thì bật cười lẩm bẩm một mình. Còn bà là cái ông tác giả kia bố láo thiệt á. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Đúng là đồ bốc phét mà. Nếu ma quỷ có thật á, thì mình và thằng Thương đã bị nó ám cho lụi bại rồi. Cái vụ đó chết mất ba người, lên báo rầm rầm một thời gian dài hẳn hoi đó mà. Có gì đâu. Vậy mà có sao đâu chứ. Đúng là nhà văn nói láo, nhà báo bốc phét. Nếu mà tao gặp cái thằng cha tác giả này á hả, tao đấm cho phù cái mỏ nó lên, cái tội nói điêu. Thiệt tình. Bất ngờ, cánh cửa kính phía ngoài ban công của nhà gã có tiếng động rất mạnh. Trời có tiếng kính nứt vỡ ra bể tan tành, giống như có ai đó dùng đá ném mạnh vô. Điều này quá là lạ lùng, bởi nhà gã từng ở trên tầng 29 cao chót chót thì làm gì có ai ném được đá hay cái gì đó có thể làm bể kính được. Tuấn Anh nghe thấy tiếng động lớn giật mình, chạy ra phía ban công nhìn xem có chuyện gì. Mắt của gã trợn lồi lên, dường như không thể tin đào được cái mắt của mình lúc này nữa. Tấm kính chắn gió rất lớn, mặc dù không phải là kính chắn gió bằng kình lực, không hiểu sao bị thủng một mảng rất lớn, như có ai đó đã dùng sức đập ra. Nhìn ở trên những cạnh tấm kính bị bể đó, vẫn thấy có vệt máu, bắn cả vào cái tấm rèm che màu trắng loang lổ. Trên sàn nhà, có một con vật rất lớn, như là con chim đã đang nằm dãy đành đạch. Tuấn Anh không thể tin vào mắt của mình. Chim sa, cá nhảy. Điều này làm sao có thể? Tại sao con chim quái cỡ kia, nhà khác không lao vào mà lại lao vào nhà của gã? Đây là cái điểm gì? Lẽ nào? Không lẽ nào? Bất ngờ, gió mạnh từ bên ngoài thổi vô, giống như một trận cuồng phong lướt qua, làm đổ tất cả các lọ hoa đang đặt ở trên bàn trong phòng khách. Gây ra tiếng động khá lớn, tấm ảnh cưới của hai người treo trên tường cũng bị cơn gió quái gở này tạt mạnh làm rớt xuống đất. Tấm kính ép của khung ảnh dở bể tan tành. Đây là điều vô cùng kỳ quái và khó hiểu. Chưa kịp hoàn hồn, Tuấn Anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của Hương, vợ của mình. Ngay lập tức, gã chạy vào phòng ngủ. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn ngủ, trước mắt của gã là hình ảnh máu me đáng sợ. Vợ của gã đang ôm bụng, máu từ phần dưới chảy ra ướt đẫm cái ga giường. Ngay lập tức, gã chạy ra ngoài hô hoán rồi đưa vợ của mình đi cấp cứu. Đứa con trong bụng của vợ gã lại thêm một lần nữa bị sảy.
Đêm hôm đó, nằm gục đầu trong phòng cấp cứu, Tuấn Anh ngủ một giấc ngủ chập chờn. Những đoạn ký ức chấp nối liên tục hiện về, khiến cho gã giật mình tỉnh dậy liên tục. Hình ảnh bàn tay người phụ nữ từ trong chiếc xe hơi gặp nạn, chảy đầy máu me, thò ra từ bên trong chiếc xe lật ngửa, cầu cứu gã. Rồi những tiếng kêu cứu, đứt quãng, yếu ớt của người phụ nữ kia làm cho Tuấn Anh không tài nào ngủ được nữa. Không biết có phải do ảnh hưởng của câu chuyện vừa nghe lúc trước hay không, nhưng sao nó lại giống với hoàn cảnh của gã đến lạ kỳ. Mấy hôm sau thì Hương được các bác sĩ cho về nhà, nhưng một lần sảy bằng bảy lần sinh, dường như may mắn chưa mỉm cười với vợ chồng của hai người vậy. Nhìn tấm ảnh cưới vẫn còn nằm trên mặt đất, Hương bật khóc thành tiếng. Cô trách ông trời sao bất công đối với cô. Tại sao việc sinh con đẻ cái với người ta thì dễ dàng, mà vợ chồng của mình thì khó khăn tới như vậy? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Miếu Quan Hồn, tác giả Quang Triệu. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2, cũng là tập cuối. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.